chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng máy cũng của Cumin luôn, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ. Nó là cái máy đó, chính đó, cái máy kế bên màu đỏ là nó đây. Thì dòng máy Cumin này là mã hiệu của nó là VTA28. Công suất của nó đạt được là 200 mã lực. Đấy, mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây nó. Đây là máy cũ. Máy đã qua, toàn bộ máy bên mình bán là máy đã qua sử dụng nha các bạn. Đấy. Thì dòng máy này nó đạt được công suất tới 800 mã lực lần. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Con này bên mình chưa có tu sửa gì hết á. Thì nhập nguyên cục nguyên mẫu về nó như vậy. Chưa có tu sửa nên còn rất là dơ. Mấy con này cũng vậy. Toàn bộ là máy chưa tu sửa. Đây. Thì ngoài những cái dòng máy Cumin này thì bên mình còn thêm mấy dòng máy phát điện của Cumin nữa. Thì Cumin nó nổi tiếng là động cơ và máy phát điện. Thì nó được toàn cầu, toàn thế giới công nhận về cái độ bền và cái công suất mà nó đạt được. Nên thường á, nhắc về máy thì người ta sẽ rất là thích về Cumin. Càng sử dụng thì nó càng ngon. Thì nó không có bị xuống máy giống như máy Trung Quốc. Đó. Thì cái con VTA28 này nó đã được bên Cumin đó, nó test về trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất. Được đặt ở nơi mà khí hậu khắc nghiệt nhất để test cái dòng máy này. Và nó được công nhận là động cơ diesel mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong phạm vi công suất. Đây, đây là cái tem của cái máy Cumin VTA28 này. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, cái thông số máy là 2521-7567. Mẫu model của nó là VTA28C. Đây, công suất đạt được nó là 760 mã lực tại 2001 trong vòng 9 phút. Cái con này là được sản xuất vào năm 1996, tháng 8 1996, bạn thấy không? Đây không? Hơi lâu. Nên giá của con này hiện tại mình đang để là 220 triệu. Để giá tốt. Bên mình đã nói từ ban đầu là bên mình không hề tu sửa máy và chỉ nhập máy thôi. Thì bạn nào mà có nhu cầu thì sẽ mua máy về và đưa cho một công ty hoặc là một cái thợ máy giỏi và họ sẽ sửa chữa và tu sửa lại cái máy này cho các bạn. Thì máy này bên mình vẫn giống những cái máy khác, đều bao là piston, máy lóc máy, trục khỉu, cam, cốt, đều bao những cái thứ đó. Những máy này là đều hoạt động được. Và nếu mà các bạn xài thì có thể gắn thạch trực tiếp vô máy để xài, vệ sinh sơ qua xong rồi cho nó nổ rô đai rồi sau đó có thể gắn trực tiếp vô máy để xài luôn. Nhưng mà xài như vậy thì khoảng 1-2 năm là các bạn phải gỡ ra tu sửa lại. Còn mà các bạn kỹ hơn nữa, các bạn tu sửa lại rồi chạy khoảng 4-5 năm 7 năm rồi tháo ra tu sửa tiếp. Đó. Đây là tổng quan về cái máy. Máy còn rất là tốt, nó dơ, chưa có tu sửa. Thì tu sửa xong thì nó lại khác.
Rồi, giá con này bên mình hiện đang để luôn, giá tốt luôn, 220 triệu. Bên mình để giá là thấp luôn. Mấy bạn không cần phải mắc công là chạy giá hay gì hết. Tại vì bên mình á là chủ yếu là nhập về và bỏ sỉ cho các đại lý mà họ nhận trách nhiệm là về tu sửa, sửa chữa xong rồi họ bán lại, thì mình không có làm cái bước đó. Nên mình chỉ bán lại cho các bạn, xong các bạn về tu sửa lại thôi và sử dụng. Còn cái việc mà về bảo hành máy móc này nọ thì bên mình không có nhận tu sửa, nên mình không có bảo hành. Thì nếu mà các bạn nào mà không có cái nơi mà để tu sửa máy uy tín á, thì bên mình có thể giới thiệu cho các bạn, thì họ sẽ trực tiếp, họ chịu trách nhiệm, họ làm máy cho bạn và họ bảo hành cho các bạn luôn đó. Giá chỉ có 220 triệu thôi, rất là rẻ, 800 mấy lần. Rồi chào các bạn, mình kết thúc tại đây nha. Like và subscribe cho mình để mình sẽ làm thêm các video khác về các dòng máy khác, giống như con keo tiệt này đó. Thì giống như con này đi, nó là sử dụng hệ thống khí thải Euro 2 và Euro 3, thì con này nó sẽ hơn Euro 4 đó. Tiêu chuẩn khí thải thì nó sẽ thay đổi nhiều thứ lắm, giống như về việc phun dầu đi, là nó cũng sẽ thông qua ISO, thông qua điện á, nó sẽ đạt được công suất cao hơn và tiết kiệm được nhiên liệu hơn, giống như con keo tiệt này. Dây nhựa tùm lum, rất là điện đó, rất là nhiều đó, nó sử dụng ESO mà sử dụng điện. Nó giống như xe tải ga cơ và xe tải xe hiện đại bây giờ vậy đó. Hãy like và đăng ký kênh của mình, và mình sẽ để thông tin của mình ở bên dưới để các bạn dễ liên lạc nếu có bạn nào cần. Rồi, chào tạm biệt các bạn.